hỏi: Kính bạch hòa thượng, con trai của con làm ở viện nghiên cứu sinh vật, nơi đó thường nuôi các loại chuột dùng để thí nghiệm. Nó không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào, nhưng mỗi tháng đều gửi cho gia đình một số tiền nhất định. Con dùng tiền này làm các việc công đức và hồi hướng hết cho nó. Vậy thưa hòa thượng, làm như thế có đúng không? Xin ngài từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Rất tốt. Mỗi tháng Phật tử nên đem số tiền của con mình ra mua các loài vật mà phóng sinh và hồi hướng công đức cho nó. Hiện tại anh ấy chưa hiểu tội sát sinh, sau này sẽ chịu quả báo rất nặng. Điều này tốt nhất là khuyên anh ta không nên lấy nghề này làm sự nghiệp. Tội sát sinh quả báo rất nặng, nhưng nặng nhất là tội nạo phá thai. Người phá thai giống như tội giết người, oán oán tương báo theo nhau hết đời này đến đời khác, rất là ghê sợ. Tại sao nó đến đầu thai làm con mình? Vì mình và nó có nhân duyên nhân quả với nhau. Ở trong kinh, Đức Phật nói có bốn nguyên nhân đến đầu thai vào gia đình mình. Thứ nhất, đến báo ân. Thứ hai, đến báo oán. Thứ ba, đến đòi nợ. Thứ tư, đến trả nợ. Nếu cả hai không có nhân duyên với nhau thì nó không đến đầu thai làm con mình. Nếu nó đến báo ân mà mình giết nó đi thì đời sau kết thành oán cừu. Còn đến báo oán mà giết họ thì oán oán chất chồng, hận thù càng thêm sâu nặng. Vì vậy, dù thế nào cũng không nên nạo phá thai. Người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong sách Cảm ứng Thiên nói rằng người không thấy được ma quỷ, ma quỷ cũng không đến quấy phá được người. Nhưng tại sao nói những ma quỷ thường vây quanh để quấy phá chúng ta? Ví như câu chuyện của quốc sư Ngộ Đạt, oán quỷ đã theo ngài đến 10 đời, sao phải mất thời gian dài như thế? Chẳng lẽ loài ma quỷ không đi đầu thai và thọ quả báo sao? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Sự việc này rất phức tạp. Loài ma quỷ mà theo Ngộ Đạo đến 10 đời để chờ cơ hội trả thù không phải là loại ma quỷ bình thường. Nếu loại bình thường thì không có tâm kiên trì nhẫn nại như thế và đã sớm bỏ đi đầu thai mất rồi. Tại sao phải theo mãi đến 10 đời để chờ cơ hội trả thù? Điều này dễ biết thôi. Đó là do kết oán thù quá sâu nặng, tâm báo thù quá mãnh liệt, cho nên nó cứ theo mãi cho đến khi nào trả thù được mới thôi. Nếu như tâm báo thù không mãnh liệt, đến một khoảng thời gian nào đó mà thấy không có cơ hội thì họ bỏ đi mất rồi. Trường hợp này cũng rất nhiều. Nếu có nhân duyên đặc biệt thì người và ma quỷ có thể gặp nhau. Thông thường người không thấy được ma quỷ và ma quỷ cũng không gặp được người. Có trường hợp gặp bị quấy nhiễu, có trường hợp có duyên đặc biệt gặp thì không sao cả. Có những Phật tử gặp được các loại quỷ thần, những loại quỷ thần mà họ thấy được giống như trong kinh Đức Phật đã miêu tả đều là đúng, không có hư dối gì cả. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong gia đình chỉ có mình con tu hành. Hiện tại con theo thời khóa tu hành nhưng không biết đến lúc lâm chung có được sáng suốt tỉnh táo vãng sinh không. Xin hòa thượng có mấy lời khai thị cho đệ tử rõ. Đáp: Câu hỏi này rất hay. Người tu hành phải có ý hướng như vậy. Chúng ta thấy trong quá khứ cũng như hiện tại bây giờ, có nhiều người công phu đắc lực niệm Phật đến lúc lâm chung biết trước giờ chết, tự tại giảng sinh. Qua đó chúng ta thấy rằng pháp môn niệm Phật thật là thù thắng. Chúng ta phải tu như thế nào? Quý Phật tử chúng ta nên quan sát học hỏi cách thức tu hành của những người thành tựu kia. Họ tu cách gì? Hành trì như thế nào mà thành tựu như thế?
Điều này rất đáng cho chúng ta tham khảo học tập. Trong cuộc đời tu hành của mình, tôi đã gặp nhiều vị niệm Phật. Đến khi ra đi biết trước ngày giờ, điều này để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc. Trong những vị đó, tôi gặp một vị đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn. Niệm Phật được 3 năm, khi làm chung biết trước ngày giờ và ngày đứng mà giáng sinh. Đặc biệt, vị này khi chưa xuất gia là bạn của Pháp Sư Đế Nhàn. Sau này được Ngài Đế Nhàn giáo hóa nên giác ngộ đi tu và tôn Ngài Đế Nhàn làm thầy bổn sư. Vì hoàn cảnh cuộc sống, trước đó ông làm nghề hàng giá son nồi để kiếm sống qua ngày nên không biết chữ. Khi vào xuất gia có 2 thời công phu sáng và tối mà ông học hoài không thuộc. Ngài Đế Nhàn sợ nếu để ông ở đây thì khó hòa với chúng, nên dễ sinh ra phiền não làm thối thức bồ đề tâm. Pháp sư bèn đưa ông về một ngôi chùa ở miền quê thuộc huyện Ninh Ba tu học tại đó. Pháp sư bảo ông đừng đi thọ giới, khỏi học nghi thức, khỏi học nghi lễ gì cả. Chỉ học một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế mà trì niệm. Ngài nói, ông phải thành tâm mà niệm, niệm mệt rồi nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục niệm, tương lai chắc chắn có lợi lạc lớn. Ông ta chẳng biết có lợi lạc gì mà chỉ biết vâng lời thầy mà tu tập. Khi về ở ngôi chùa nhỏ, lão Pháp Sư Đế Nhàn đã nhờ vài Phật tử hộ trì và cung cấp thực phẩm cần thiết cho ông. Còn ông từ sáng đến tối cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mệt rồi nghỉ, nghỉ rồi lại niệm. Niệm được 3 năm thì ông đã thành tựu. Biết trước giờ chết. Hôm đó, ông nói với người nấu ăn trong chùa rằng: "Tôi lên thành phố để thăm mấy người bạn. Khi trở về, ông dặn tiếp bà rằng: ngày mai bà đừng nấu cơm cho tôi." Bà lão trong lòng nghi ngờ: "Sư phụ thường ít ra ngoài, hôm qua chỉ đi ra ngoài một lần, có lẽ bạn bè mời ông ăn cơm nên ngày mai không cần mình nấu cơm." Ngày hôm sau, sắp đến giữa trưa, bà không an tâm nên dẫn đến chùa xem thử. Bà thấy sư phụ đứng tần ngần trước sân, gọi ông không trả lời. Bà chạy đến để nhìn kỹ, thì ra là ông đã chết, đứng mà chết. Bà vội vàng tìm các Phật tử báo tin cho lão Pháp Sư Đế Nhàn ở chùa Quan Tông. Lúc bấy giờ không có phương tiện giao thông, vậy là phải đi bộ mất hết 3 ngày. Ông ta vẫn đứng đó 3 ngày. Có người hỏi ông ta tu tập thế nào mà thành tựu như vậy. Đó là nhờ không có vọng niệm, tạp niệm. Ông chỉ chuyên tâm niệm A-di-đà Phật. Trải qua 3 năm thì nghiệp chướng tiêu trừ, thành tựu viên mãn. Quả thật đây là người có bản lĩnh công phu tu tập. Chẳng có nguyên nhân nào khác, chỉ cần buông bỏ các duyên, tính tâm niệm Phật. Nếu còn một tư tưởng vấn vương lo lắng thì bạn chẳng được thành tựu, vì chính bạn không được tự tại. Chỉ đơn giản như vậy thôi, liệu chúng ta có làm được hay không? Và người thứ hai mà tôi gặp đã để lại một ấn tượng sâu sắc là Pháp Sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc, Cáp Nhĩ Tân. Bạn xem quyển Ảnh Trần Hồi Ký Lục, trong đó có kể: lúc chưa xuất gia, Ngài làm nghề thợ hồ, cũng xuất thân từ thành phần lao động nên không biết chữ. Sau khi xuất gia, Ngài làm công quả trong chùa, phục vụ đại chúng. Khi làm việc, Ngài không bao giờ buông bỏ câu A-di-đà Phật. Năm đó, ở chùa Cực Lạc, lão Pháp Sư Đàm Hư mở một pháp hội truyền giới. Đây là pháp hội lớn nhất trong Phật môn, có thỉnh Hòa Thượng Đế Nhàn làm đàn đầu truyền giới. Lễ truyền giới rất cần người phụ giúp, nên Pháp Sư Đàm Hư đi khắp nơi để tìm người. Lúc đó có Pháp Sư Tu Vô, Pháp Sư Định Tây hộ giúp đàn giới. Pháp Sư Định Tây hỏi Ngài: "Thầy làm được việc gì?" Ngài nói:
tôi phát tâm chăm sóc bệnh nhân tại giới tràng. Việc này rất quan trọng vì trong giới tràng có người đau ốm, cảm mạo, bệnh tật cần có người chăm sóc. Ngài phát tâm đến phục vụ được 2 tuần thì một hôm Ngài đến tìm lão hòa thượng Đàm Hư và pháp sư Định Tây đảnh lễ 2 ngày, xin vắng mặt vài hôm. Ngài nói Ngài phải đi. Đàm Hư hòa thượng rất từ bi, không quở trách gì cả, lại nói: Thầy có việc cần thì cứ đi. Pháp sư Định Tây ngồi bên cạnh nghe thấy không chịu được nên nói: Thầy phát tâm đến đây chăm sóc bệnh nhân, chỉ phục vụ có 2 tuần, truyền giới phải mất 2 tháng. Ít nhất thầy phải chờ đến khi giới đàn viên mãn rồi mới đi. Sao thầy không có chút nhẫn nại nào cả? Mặc dù bị trách móc, nhưng Ngài chỉ nói: Tôi không phải đi nơi khác, mà là giảng sinh đến cực lạc thế giới. 2 vị lão hòa thượng thấy vậy, cho đây không phải chuyện bình thường, bèn hỏi Ngài: Ngày nào đi vậy? Ngài nói: Có lẽ không ngoài nửa tháng, nên đến xin các ngài nghỉ trước. Ngài còn thỉnh cầu pháp sư Định Tây chuẩn bị cho Ngài 200 cân củi nhóm lửa để chuẩn bị sau khi Ngài giảng sinh dùng cho việc hỏa thiêu. 2 vị pháp sư đồng ý chuẩn bị cho Ngài. Đến hôm sau, Ngài lại đến tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi: Việc gì vậy? Ngài nói: Thưa lão hòa thượng, hôm nay con phải đi đây. Lập tức mọi người ra phía sau chùa tìm một căn phòng kê tạm một chiếc giường. Ngài ngồi xếp bằng trên đó và nói với pháp sư Định Tây rằng: Nhờ thầy tìm cho tôi vài pháp sư trợ niệm để tiễn tôi đi. Mọi người rất vui lòng, họ đến rất đông để trợ niệm giúp Ngài. Lúc trợ niệm, những người này nói với Ngài rằng: Thường những người trước khi giảng sinh đều làm thơ hoặc kệ để lưu lại đời sau. Thầy tu vô, Ngài cũng nên để lại cho chúng tôi một bài kệ chứ. Ngài tu vô nói: Tôi không bằng họ vì tôi không biết chữ, nên không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài đã nói một câu rất sâu sắc là: Tu hành nhất định phải chân thật, việc này quyết định không thể làm giả được. Lời khai thị này tuy ngôn ngữ đơn giản, nhưng mọi người nghe cảm thấy như một lời sách tấn, rồi tiếp tục niệm Phật. Niệm chưa đầy một khắc thì Ngài đi. Đây là chuyện giảng sinh xảy ra trong thời này. Gần đây nữa là ở Đài Loan, chúng tôi nghe có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật biết trước giờ chết, tự tại giảng sinh. Khoảng 3 năm về trước, có lần tôi ở tại Phật Quang Sơn tham dự buổi giảng ở trường Đại học Phật học. Ban đêm trăng rất đẹp, chúng tôi thả bộ đi quanh khuôn viên chùa, rồi đến ngồi bên bờ hồ phóng sinh ngắm trăng. Chúng tôi ngồi ở đó thảo luận Phật pháp. Liền đó có một công nhân đến chỗ chúng tôi kể rằng: Ở quê ông tại thôn Tướng Quân có một bà lão tánh tình hiền lương, từ bi, hay thích giúp người. Khi còn sống, bà cũng không phân biệt rõ ràng cái gì gọi là Phật, cái gì gọi là thần. Phàm chỗ nào có chùa, bà đều đến lễ bái, thắp hương lại Phật, lại thần. Sau thời gian cưới vợ cho con trai, cô con dâu biết Phật pháp, khuyên bà đừng đi lễ lại lung tung nữa. Trong nhà có bàn thờ Phật, khuyên bà nên ở nhà niệm A-di-đà Phật, cầu xin tịnh độ. Bà lão rất có thiện căn, nghe theo lời của nàng dâu nên không đi lễ lại lung tung nữa, một lòng tinh tấn niệm A-di-đà Phật. 3 năm sau, một hôm, trong lúc ăn cơm tối, bà lão nói với con trai và con dâu: Các con cứ ăn đi, đừng chờ mẹ, mẹ đi tắm một chút. Người nhà vẫn chờ bà để cùng ăn cơm. Chờ quá lâu, người nhà thắc mắc: Lạ lùng thay, sao mẹ tắm lâu như vậy? Chúng ta đi xem thử. Mọi người tìm trong phòng tắm,
không thấy bà. Bà đã tắm xong từ lâu rồi. Vào phòng ngủ cũng không có. Sau cùng họ thấy bà đang đứng trước bàn Phật, mặc áo tràng rất ngay thẳng chỉnh tề, trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật, đứng yên không cử động. Gọi bà cũng không trả lời. Nhìn kỹ lại thì biết bà đã giáng sinh. Bà đứng mà giáng sinh. Chỉ là một bà lão tại gia niệm Phật trong vòng 3 năm mà thành tựu công phu như vậy. Ông ta kể rằng dưới quê ông mọi người đều biết chuyện này. Câu chuyện ông ta kể đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng rất sâu. Cho nên, làm thế nào niệm Phật để biết trước giờ chết, tự tại giáng sinh? Đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Chẳng có gì khác là muôn duyên buông xuống, nhất tâm hướng Phật thì bạn sẽ thành tựu. Nếu bạn còn dính mắc một tơ hào không buông được thì đó là ma chướng, làm chướng ngại việc giáng sinh, thậm chí còn làm chướng ngại công phu niệm Phật của bạn. Những việc này chính mắt chúng tôi thấy và nghe được có đến mười mấy vị. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, người tạo các nghiệp ác bị đọa vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không thể ra khỏi. Như vậy chúng sinh ở trên thế giới càng ngày càng ít đi sao? Kính xin Hòa Thượng giải thích cho chúng con rõ vấn đề này. Đáp: Chúng sinh hiện sống trên thế giới này đều do cộng nghiệp chiêu cảm đến ở thế giới này. Nếu chúng ta không bị cộng nghiệp thì tuyệt đối chúng ta không sinh đến thế gian này và gặp nhau. Như vậy mọi người từ đâu đến đây? Chúng ta là những di dân ở cõi khác đến đây. Chúng ta niệm Phật cầu giáng sinh về tịnh độ chẳng phải là từ cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, di dân về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà sao? Phạm vi xoay chuyển trong luân hồi lục đạo rất lớn. Lục đạo mà nhà Phật nói đến là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có vô số các hành tinh, có người thường qua lại và sinh sống trong khoảng không gian rộng lớn vô biên này, không thể tính hết được. Đọa vào địa ngục không phải vĩnh viễn không ra được, mà phải chịu đọa trong khoảng thời gian rất dài. Thường trong kinh nói phải trải qua đến 100.000 kiếp, khi tội báo hết thì mới được ra khỏi. Hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, nghiệp nhân phải chăng có thể chuyển hóa được? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Nghiệp nhân có thể chuyển hóa được. Trong Tam Pháp Ứng của Phật giáo có câu: Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã. Tức là tất cả hành vi và nghiệp lực của chúng sinh cho đến vạn vật trong vũ trụ luôn chuyển biến không ngừng. Do đó, trong vũ trụ này không có một thực thể nào tồn tại bất biến, cho nên gọi đó là không tánh. Có một bài kệ rất hay: Tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thấy đều không. Đó mới thật là chân sám hối. Vì vậy, có thể biết nghiệp nhân cũng là một thứ không tánh. Vì là không tánh nên mới có vô thường biến hóa. Vô thường biến hóa là một cách giải thích cho tánh không. Đã là chư pháp đều là duyên khởi tánh không, thì đương nhiên nhân duyên quả báo cũng bị chi phối bởi quy luật duyên khởi và vô thường. Quá trình từ nhân đến quả cũng là quá trình duyên khởi của vô thường biến hóa. Giả như nhân quả báo ứng chẳng phải duyên khởi tánh không thì không bị chi phối đối với luật vô thường biến hóa. Nếu không bị chi phối bởi luật vô thường biến hóa thì tất cả nghiệp lực hành vi của chúng sinh không thể tạo thành quả báo. Do đó, từ nhân đến quả phải trải qua quá trình biến hóa. Nhân quá khứ đương thể là tánh không, cho nên sau này gặp duyên tốt có thể chuyển thành thiện quả. Ví dụ như có người trong đời quá khứ tạo tác nghiệp nhân địa ngục cực trọng, nhưng khi gặp Phật Pháp hoặc nghe lời khuyên của ai đó giúp họ thức tỉnh
thiết tha chí thành ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật cầu nguyện giảng sinh. Việc giảng sinh được thành tựu là do sức mạnh của chánh nhân hiện tại, còn nghiệp nhân địa ngục trong quá khứ đã yếu dần đi. Bởi vì nghiệp nhân xấu ác kia đã được tịnh hóa, chuyển thành cái nhân niệm Phật ở trong tâm mạnh hơn. Vì vậy sau này họ chẳng bị thọ lãnh tội báo ở địa ngục, mà lại được giáng sinh về cực lạc thế giới, chứng được quả vị giải thoát giác ngộ. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, sau khi mẹ con vãng sinh về Tây Phương cực lạc, con đã đem hết số kinh sách của mẹ ra đốt hết và nghĩ rằng mẹ sẽ mang theo. Nhưng bây giờ con mới biết đốt kinh sách mang tội rất nặng. Vậy thưa hòa thượng, bây giờ con phải làm sao sửa hết tội lỗi của mình? Mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Phật tử không biết việc đem kinh sách Phật ra đốt là có lỗi, chứ không có tội. Việc làm vô tình này thuộc về lỗi. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa tội và lỗi. Cái gì thuộc về tội thì rất nặng, còn thuộc về lỗi thì nhẹ hơn. Nếu như Phật tử đã biết mà vẫn cố ý đem ra đốt thì thuộc về tội. Trong đạo Phật, nếu vô ý phá hoại các hình tượng vật dụng của Tam Bảo thì thuộc về lỗi, còn cố ý phá hoại hình tượng chùa chiền vân vân với tâm sân giận thì thuộc về tội. Tội làm thân Phật chảy máu là tội nghiệp nặng nhất, phải đọa vào địa ngục A Tỳ muôn kiếp. Còn Phật tử hãy cố gắng phát tâm sám hối để tiêu trừ lỗi lầm của mình. Hỏi: Bạch hòa thượng, có một vị cư sĩ trước đây làm nghề bán thịt, bây giờ muốn đổi nghề nhưng lại không đủ tiền để sinh sống, còn nếu không đổi thì sợ tạo nghiệp. Vậy kính hỏi hòa thượng, có cách nào giải thích cho anh ta hiểu? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Anh ta đã từng buôn bán thịt heo, chắc chắn rơi vào nghiệp sát sinh. Tội này rất nặng. Này giác ngộ được là một điều rất tốt, rất ít người được như vậy. Nghề nghiệp sinh sống tốt nhất là không nên làm những nghề sát sinh hại mạng. Bây giờ có rất nhiều người mở quán kinh doanh buôn bán cá thịt, nhậu nhạt, giết hại rất nhiều các loài động vật, tạo sát nghiệp rất nặng. Nếu quý Phật tử để tâm quan sát thì sẽ thấy những người làm nghề đó, bản thân họ và gia đình họ phải chịu nhận quả báo không được tốt đẹp cho lắm. Vừa qua ở Hồng Kông có vài quán kinh doanh như thế này bị quả báo vô cùng thảm khốc. Các việc bắt giết các loài động vật làm mất cân bằng môi trường sinh thái mà các báo chí truyền hình thường đưa tin và không cho phép mọi người làm như vậy. Những việc xảy ra ở Hồng Kông đã làm một số người tỉnh tâm hồi đầu, chuyển đổi nghề nghiệp kinh doanh buôn bán của mình. Nếu như trước đây họ buôn bán các món ăn mặn, phải giết hại các loài động vật, thì nay họ đổi thành những món ăn rau quả, điều này rất tốt. Phật tử hãy khuyên bạn mình nên suy nghĩ lại và làm như thế thì rất tốt. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, phải chăng các trường hợp bị thương do tai nạn đều do nghiệp nhân đời trước chiêu cảm quả báo? Mỗi lần công phu niệm Phật, con thấy các ma chướng rất nhiều. Các bạn cùng tu với con nói rằng siêng làm việc công đức rồi đem hồi hướng hết cho họ thì họ sẽ không còn quấy phá nữa. Nhưng con sợ mình rằng nếu làm như thế thì con không còn gì hết, sau đó phiền não lại càng nhiều. Vậy xin hỏi hòa thượng nên làm thế nào? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Không phải tất cả trường hợp bị tai nạn đều do nghiệp nhân đời trước chiêu cảm. Có khi các tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của chính mình. Thí dụ như chúng ta đi vào những vùng hoang vắng để vui chơi thì gặp rắn rít cắn hoặc bị cây ngã đưa đến bị thương. Đây là do nhân đi đường không cẩn thận, chứ không phải do bị nhân quả chiêu cảm quả báo. Ở Trung Quốc ngày xưa có nói về hiếu đạo. Trong sinh hoạt hàng ngày,
Khi làm việc gì chúng ta cũng phải cẩn thận, không nên để thân thể bị tổn thương, làm cha mẹ phải khổ nhọc lo lắng. Đây là lời khuyên rất đúng và rất thực tế. Còn về nghiệp chướng thì ai cũng có những oan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, dù ít hoặc nhiều. Chúng ta không chỉ gieo thù kết oán trong một đời này mà còn gieo trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Chúng ta gây thù thì quên, nhưng người oán thù thì họ không quên. Cho nên những nghiệp chướng ấy không bao giờ mất. Vì thế, khi làm việc gì, chúng ta hay gặp những chướng ngại và phiền não. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành để hóa giải các chướng ngại đó rất hay. Đó là chúng ta không tu vì mình. Vì mình là tự tư tự lợi. Các oan thần trái chủ nhân cơ hội này sẽ đến tìm chúng ta mà gây các phiền não. Chúng ta tu hành phải vì tất cả chúng sinh, trong đó có cả oan thân trái chủ, thì các oan nghiệp lập tức được hóa giải. Con đường tu tập mới được hanh thông. Tất cả những hành vi sinh hoạt của chúng ta đều hướng đến việc cứu độ chúng sinh, dứt trừ tất cả các việc ác, làm tất cả điều thiện cũng không phải vì bản thân mình. Phá mê khai ngộ cũng không phải cho bản thân mình. Thành Phật cũng không phải vì mình. Miếng cơm, chén nước là nhu cầu để nuôi dưỡng thân thể. Mục đích tu tập là phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu mọi việc làm của chúng ta đều thành tâm hồi hướng đến hết thảy chúng sinh, thì kết quả vô cùng tốt đẹp. Còn nếu chư Phật tử nói một đường mà lại là một nẻo, chỉ lo tự tư tự lợi thì sẽ không có kết quả. Nói tóm lại, chúng ta phải vì hết thảy chúng sinh, không chỉ vì mình. Đó chính là đem tâm thành hồi hướng, sẽ giải trừ những oán kết nhiều đời. Đây mới đúng thật ý nghĩa hồi hướng. Vì vậy chúng ta muốn khai mở tấm lòng rộng lượng giống như tâm Phật và tâm Bồ Tát, tâm rộng như thái hư, trùm khắp các cõi. Tâm rộng lớn thì phước lớn, tâm nhỏ hẹp thì phước mỏng. Phật tử cần phải hiểu rõ đạo lý này. Hỏi: trong kinh Phật nói, thọ mạng của con người cứ 100 năm bị giảm xuống 1 tuổi. Ngày nay khoa học tiến bộ, ngành y học có thể giúp con người kéo dài thêm tuổi thọ. Như vậy, những lời Phật nói có chính xác không? Kính xin Hòa Thượng Từ Bi giải thích cho con rõ. Đáp: là đệ tử Phật, chúng ta phải tuyệt đối tin vào lời dạy của Ngài. Tuổi thọ của con người được kéo dài là nhờ thuốc. Nếu cho rằng nhờ y học con người kéo dài được mạng sống là phủ nhận định luật nhân quả rồi. Phật nói thọ mạng con người 100 năm giảm đi 1 tuổi là nói chung cho loài người, chứ không phải riêng cho một cá nhân. Mỗi người trong đời quá khứ gây tạo các nghiệp thiện ác không giống nhau, do đó nghiệp báo và thọ mạng cũng không giống nhau. Phật nói, người có sức khỏe sống lâu là người đã tu hành vô úy thí trong đời quá khứ. Chúng ta muốn có thân thể khỏe mạnh, sống lâu thì phải hiểu đạo lý này. Việc này không cần đến thuốc men. Thuốc không phải là yếu tố chính, nó chỉ trợ duyên một phần, một khoảng thời gian mà thôi. Nếu thọ mạng không lâu dài thì dù thuốc tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có kết quả gì. Trong lịch sử Trung Quốc có những vị vua nổi tiếng như Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế đều muốn kéo dài mạng sống của mình, đi khắp mọi nơi tìm thuốc trường sinh bất tử. Thế nhưng đến lúc thời vận hết rồi thì cũng chết. Cho nên chúng ta phải hiểu 2 vấn đề. Nhờ trợ duyên của thuốc thì chỉ sống thêm một khoảng thời gian nào đó thôi. Còn người có sức khỏe thì không liên quan gì đến thuốc men, mà là do tu tập. Ở Tân Gia Ba có cư sĩ Hứa Triết, năm nay đã được 101 tuổi. Bà không uống thuốc tăng lực, cũng không ăn các thức ăn bổ gì cả. Hàng ngày bà chỉ ăn cơm với rau đạm bạc. Bình thường người ta thấy vậy cho là không đủ chất dinh dưỡng. Nhưng tại sao bà lại sống lâu như thế?
Như vậy ta mới biết rằng trong đời quá khứ bà đã tu pháp vô úy thí. Vấn đề này trong nhà Phật mới giải thích rõ ràng. Ở phương Tây, dù nền y học có tiến bộ nhưng cũng chỉ chữa bớt một số bệnh. Đó là những trường hợp ngoại duyên. Nhưng thật sự có hết bệnh không? Không thể hết được. Bằng chứng là hiện nay nhiều nơi trên thế giới phát sinh ra những dịch bệnh mà y học bó tay, không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Do đó, muốn biết thọ mạng dân số toàn cầu là bao nhiêu, cứ mở cuộc điều tra sẽ biết. Bình quân thọ mạng của con người trên thế giới, theo người xưa nói, nhân sinh thức thập cổ lai hy, tức đời người sống được 70 tuổi là hy hữu. Đây là thọ mạng chung của con người. Lời Phật nói rất thực tế và rõ ràng.